Ngày 25 tháng 7, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên thông báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn và lũ quét đã xảy ra tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn. Lúc 1 giờ sáng cùng ngày, một trận lũ ống đã trải qua địa bàn làm hai người tử vong và năm người mất tích. Chính quyền huyện Điện Biên đã kịp thời huy động lực lượng chức năng ngay trong đêm để hỗ trợ người dân và tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn ngay khi nhận được thông tin. Hiện tại các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân di rời, ứng phó với tình hình lũ lụt và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Về thiệt hại tài sản, trận lũ ống bất ngờ tràn qua bản Mường Pôn 1 đã cuốn trôi 10 ngôi nhà, 8 ngôi nhà bị đổ sập và khoảng 100 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã vùi lấp 40 hecta lúa của người dân, 2 hecta thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Thống kê sơ bộ của tỉnh Điện Biên đến nay cho thấy thiệt hại ước khoảng 2,7 tỷ đồng. Hiện tại, các lực lượng chức năng huyện Điện Biên đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, các đơn vị xuống cơ sở xác minh thiệt hại và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở giúp đỡ các gia đình sửa chữa, khắc phục nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, bố trí lực lượng động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình người bị nạn. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong nhiều giờ tới, khu vực huyện Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích của địa phương. Trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tình trạng mưa lớn đã gây ra nhiều vùng ngập úng, khiến nhiều nơi bị cô lập. Đáp ứng tình huống khẩn cấp, các lực lượng công an huyện đã thực hiện nhiệm vụ ứng trực suốt 24 trên 24 giờ để phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Sáng 24 tháng 7, lực lượng công an xã Mường Bú đã thành công giải cứu một nhóm công dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ đang chảy xiết. Phản ánh lại tình hình, ông Cà Văn Dọn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, huyện Mường La cũng xác nhận rằng lực lượng công an huyện và xã đã phối hợp nhau để giải cứu thành công nhóm người mắc kẹt trong điều kiện nguy hiểm. Ông Cà Văn Dọn thông tin chi tiết, sáng sớm nay có một số người dân đi kiểm tra ruộng và đi bắt dế mèn bị mắc kẹt giữa dòng lũ. Đến khoảng 5 giờ sáng, lũ lớn từ đầu nguồn tràn về quá nhanh và lớn nên 5 người dân không kịp chạy. Những người này bị cuốn trôi nhưng may mắn bám được vào cây bụi ở giữa dòng lũ. Đại úy Lò Văn Chiến Phó trưởng Công an xã Mường Bú cho biết rằng sau khi nhận được thông tin về sự cố, lực lượng Công an đã triển khai ngay lập tức và đến hiện trường. Nhóm người này đã bị mắc kẹt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Theo đoạn video ghi lại, các chiến sĩ Công an xã Mường Bú đã dũng cảm bơi ra giữa dòng nước lũ để ném phao giải cứu và thành công đưa 5 người dân này vào bờ an toàn. Đáng chú ý, việc mưa lũ diễn biến phức tạp đã khiến lực lượng chức năng ở Sơn La phải tiếp tục nỗ lực dầm mình để hỗ trợ người dân bị cô lập, di rời tài sản và nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận mưa lũ. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, mưa lũ cùng với sạt lở đất đã khiến nhiều người mất tích và thiệt mạng. Báo cáo từ Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin rằng đến 11 giờ trưa ngày 24 tháng 7, huyện Mai Sơn ghi nhận 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích do sự cố mưa lũ và sạt lở đất. Huyện Thuận Châu cũng ghi nhận 1 người mất tích, trong khi huyện Mường La có 1 người bị thương. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn cho biết, sáng nay tại xã Trường Nơi, các bản Pa Hốc và Hua Pư đã xảy ra sạt lở đất khiến ít nhất 6 người chết và mất tích. Đội cứu hộ đang gặp khó khăn do đường vào hiện trường bị cắt đứt hoàn toàn, ngăn cản các đoàn cứu hộ tiếp cận kịp thời. Tại thành phố Sơn La, mưa lớn từ bão số 2 đã khiến nhiều tuyến đường chính của thành phố bị ngập sâu trong nước, gây ứng tắc nghiêm trọng và làm chặn đứng hoạt động giao thông. Mực nước ở các sông, suối dâng cao, tràn vào các khu dân cư, làm ngập lụt nhiều nhà cửa và đường phố. Các tuyến đường như Trần Đăng Ninh, Lê Duẩn, Trường Trinh, Nguyễn Lương Bằng đều chìm sâu trong nước, khiến xe cộ không thể lưu thông qua được. Bà Phạm Thị Miền, 60 tuổi, cư dân tại phường Quyết Thắng kể lại, do mưa lớn, nước dâng cao, tôi không thể di chuyển ra khỏi nhà, mắc kẹt bên trong. Đêm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hỗ trợ di rời tôi và tài sản đến nơi an toàn. Nếu không có sự hỗ trợ này, tôi không biết phải làm sao trong tình hình ngập nước ấy. Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng của họ đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ để phối hợp với các lực lượng công an thành phố Sơn La tiến hành cứu hộ. Chúng tôi đã giả soát và hỗ trợ bà con di rời tài sản, đồ đạc lên cao và sử dụng xuồng, dây thừng để đưa hơn 30 người dân ra khỏi những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết như sông. Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cũng cho thấy bão số 2 đã gây ra thiệt hại tại các tỉnh này. Tại Hà Nội, một người dân đã mất tích khi đi qua ngầm tràn. Bên cạnh những mất mát về con người, thiệt hại về kinh tế và nông nghiệp cũng rất đáng kể. Có tổng cộng 16 nhà bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu tại Thanh Hóa và Nghệ An. Về nông nghiệp, khoảng 25.556 ha lúa và 2.544 ha hoa màu bị ngập úng với tổng diện tích lớn nhất ảnh hưởng tại Hải Dương. Hà Nam, Nam Định và Thái Bình. Ngoài ra, gần 850 con gia cầm và hàng chục con gia súc đã bị chết hoặc cuốn trôi do tình trạng ngập lụt. Mưa lũ cũng gây ra hơn 300 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000 10 mét khối đất đá bê tông. Các điểm sạt lở này đã được xử lý và thông xe tạm thời. Đáng chú ý, có một tàu xi măng cỡ nhỏ và một xuồng cao tốc nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu tại Quảng Ninh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 2 dự kiến vẫn sẽ gây ra mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cho đến hết ngày hôm nay. Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thảm họa thiên tai. Thành phố Sơn La chìm trong biển nước lũ sau đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều gia đình và khu dân cư ở đây gặp phải tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Dạng sáng 24 tháng 7, khi gia đình ông Nguyễn Văn Thượng đang ngủ, thì bất ngờ nghe tiếng lũ ảo ạt từ nhiều phía. Ông Thượng nhanh chóng thức dậy và sơ tán hàng hóa trong kho điện lạnh ở tầng 1 của nhà mình. Ông Thượng kể lại, khoảng 2 giờ sáng, mưa lớn liên tục đổ xuống thành phố Sơn La. Một tiếng sau đó, tôi nghe tiếng nước lũ đổ về khu vực nhà ở mình, ở phường Quyết Tâm. Chỉ trong vòng 10 phút, cả khu nhà của tôi đã ngập sâu gần 1 mét. Ông Thượng, một người sinh ra và lớn lên tại thành phố Sơn La cho biết, đây là lần lũ lớn nhất mà ông từng chứng kiến trong hơn 30 năm qua nước từ các sông suối đổ về không kịp thoát đi, làm cho nhiều khu vực ngập trong nước. Gia đình ông đã kịp thời di rời hàng hóa quý giá lên vị trí cao để tránh ngập. Tuy nhiên, thiệt hại do lũ gây ra đã lên đến khoảng 50 triệu đồng. Gia đình ông Phạm Công Đại cũng sinh sống tại tổ 7 phường Quyết Tâm, cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà ông Đại nằm gần suối Hong Téng, mà nước lũ đổ từ phường Triềng Sinh qua phường Quyết Tâm từ 3 giờ sáng đến cuối chiều ngày 24 tháng 7, ngôi nhà của ông vẫn bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ. Ông Đại chia sẻ, gia đình tôi đã được cảnh báo sớm về cơn bão và nguy cơ lũ từ chiều ngày 23 tháng 7, nên đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống ngập úng. Tuy nhiên, lũ cuồn cuộn vẫn vượt xa dự báo của chúng tôi và hàng xóm. Ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quyết Tâm, cho biết rằng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 kèm theo mưa lớn, có 4 khu vực trong phường bị ngập nặng. Ủy ban Nhân dân phường đã huy động các lực lượng chức năng của thành phố cùng dân quân tự vệ để hỗ trợ nhân dân di rời tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng. Ngoài các vấn đề về ngập úng tại phường Quyết Tâm, nhiều tuyến đường lớn như Trường Trinh, Nguyễn Lương Bằng, đường 3 tháng 2, ngã tư xe khách cũng bị ngập sâu gây khó khăn cho giao thông của người Sơn La. Vào khoảng 9 giờ 30 sáng 24 tháng 7, hồ chứa nước lớn nhất thành phố Sơn La là hồ Bản Mòng, xã Hô La đã phải mở cửa xả lũ để giảm áp lực nước các trạm đo mưa trên lưu vực tiếp tục ghi nhận mưa lớn và dự báo mực nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới